Xin chào tất cả mọi người, em là Cảnh hàng bán Nhật đây. Hôm nay em có về thêm được một số món đồ mới, một số cây đội, cuộn dây điện, ổ cắm, dây nguồn, một số dao bếp, dao Global, liềm, kéo cắt cành, tỉa hàng rào. Các bác có ghé vào xem video của em. Bác nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký kênh, nút màu đỏ ở bên dưới màn hình ở bên tay phải giúp em với ạ. Em mới làm video nên đấy, chưa nhiều bác biết đến thì các bác cho em xin một lượt đăng ký, coi như là ủng hộ em để kênh của em nó phát triển hơn, để nhiều bác biết đến thì em có thể siêu tầm một số món đồ này, đem mang giao lưu với các bác, phục vụ cho mục đích sử dụng của các bác. Em xin cảm ơn các bác đã trong thời gian qua đã ủng hộ em, mua hàng ủng hộ em và cho em xin những lượt đăng ký, lượt like, lượt thích. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Mã đầu tiên hôm nay là hôm nay em lên mã B, B1. B1 là một cây đội cơ. Cây này thì nó có trọng tải là 1.000 kg trọng tải. Hàng này là hàng của Nhật ấy. Chữ Nhật rồi có chữ của tiếng Anh các thứ đấy. Cái này lúc nó có thể đội cao khoảng 35 cm. Nãy em xoáy thử đội cao khoảng 35 cm hoặc là hơn một chút, vẫn còn có thể đội cao hơn được một chút nữa. Ở đây thì nó bị, em lấy ngoài bãi về thì nó bị mất cái thanh để quay, rồi các bác về các bác ấy thì kiếm một cái thanh sắt này, thanh thép này để quay cho nó dễ hơn. Cái này các bác mua về thì bác nào có xe hơi thì để dùng, thỉnh thoảng có hư hại nốp xe, có thay nốp thay ấy thì sử dụng đấy. Hoặc là các bác coi xem tùy vào mục đích sử dụng của các bác, nếu thấy phù hợp thì mua ủng hộ em. Mã số B1 em bán giá là 200k. Một cây đội trọng tải là 1.000 kg, tương đương 1 tấn. Cây số mã B2 cũng là một cây đội. Cây này thì nó cũng size, nó cũng ngang với cây B1. Cái này chắc chiều cao của nó cũng được khoảng 35 đến 37, 38 cm. Đội nó đội cao khoảng bằng đấy ạ. Cái này thì nó có trọng tải là 850 kg. Đây có hình đội bánh, đội xe hơi, xe ấy. Trọng tải là 850 kg. Mã B2 em bán là 180k. Hàng thì cũng còn rất là mới, sơn các thứ còn nguyên. Cái phần chân này nó bị cọ sáp dưới mặt phạm bằng nhiều nên nó hơi bị chảy xước một xíu đó. Nhìn chung là nó còn rất là mới. B2 180k. Mà tiếp theo là mã B3. B3 là một cây đội. Cây này nó có trọng tải là 1.000 kg. Nhưng mà cây này to hơn cây số 1 và nặng hơn. Cái chiều dài của nó dài hơn. Cái này chắc này nếu xoáy lên chắc đạt chiều cao sẽ cao hơn là cây đội, sẽ cao hơn cây số 1.
Cây mã số B3 em bán giá là 220k một cái đội. Mã số B4 là một cuộn dây điện của hãng Hataza, dây điện nội địa Nhật ấy, hãng Hataza. Cuộn này hôm trước em có bán rồi, bán cho một bác rồi, nhưng mà về sau chắc bác không cần dùng đến nữa, bác gửi lại em. Hôm nay em bán lại, nếu bác nào cần thì có thể liên hệ với em. Cuộn dây điện này thì nõi của nó là 2.0, 3 nõi đồng, nói là nõi đồng á, nên dẫn điện rất là tốt. Còn nó được bọc bởi hai lớp cao su trong. Cao su này thì là loại cao su siêu bền, cao su siêu bền nên sử dụng nó rất an toàn. Này bên Nhật người ta hay dùng cho xây dựng những cái nơi mà phải phơi ngoài trời nắng mưa, rồi mang đi mang lại nó co va chạm cọ sát với những vật khác thì nó rất là bền, nó đảm bảo an toàn trong khi sử dụng. Dây này thì nó có phích cắm này nếu các bác không thích, không xài ba chân thì có thể xoáy nó vào, xoáy cái chân thứ ba vào này, có thể xoáy vào này. Nếu bác dùng ba chân thì bác xoáy ngược lại là nó lên. Còn dây này em đã kiểm tra rồi, nó không bị đứt hay là bị sứt gì. Nó thỉnh thoảng nó có một số vết vết nó bị hơi bị sứt mẻ một xíu, nó bằng cái đầu tăm thôi. Cuộn này là có trọng lượng là 2,2 kg, 2,2 kg. Hôm trước ngày em bán giá là 350, nó dài 13 mét, hôm nay em bán giá là 320.000. Em bán đi để lấy vốn để lấy thêm hàng mới. Nếu bác nào cần dùng đến thì liên hệ với em. Mã số tiếp theo là mã B5. B5 là một cặp kìm. Đây là một cây kìm của hãng Merigold. Răng lợi thì vẫn còn nguyên. Kìm này được rèn từ thép thủ công nguyên khối. Nhìn hình thức thì răng còn rất là mới. Đấy. Răng thì chưa bị sứt mẻ gì hết. Đây là phần răng để cắt kẽm, cắt cáp. Đây là một cây kìm mỏ chuột. Cây này của hãng Fujita, cái hình chữ A có mũi tên này, ký hiệu của hãng Fujita. Mà trên thân cây này thì nó này không in thương hiệu. Cái logo này là logo của Fujita. Mã hiệu là Nâu 370. Này thì răng của nó vẫn còn rất là còn nguyên vẹn. Còn cái phần cắt, phần này dùng để cắt kẽm loại nhỏ hoặc dây điện, nó cũng còn rất là khít. Đấy. Cây này cũng còn khá là mới đẹp. Hai cây mã số B5 này em bán giá là 170k hai cây kìm. Mã tiếp theo là mã B6, là một cây kìm chết mỏ quạ. Chết mỏ quạ. Cây này có chiều dài này. Chiều dài là 21 cm. Chiều dài 21 cm. Cây này của hãng Sapa. Cây cỏ này còn rất là mới, răng vẫn còn nguyên vẹn, không bị mẻ, không bị chảy gì. Một cây này em bán giá là 150k B6. Mã tiếp theo là mã B7, là một cây cưa mini. Cưa này lưỡi cưa cưa sắt. Cưa mini cái này cũng của hãng Sata. Cái này cũng còn khá là mới. Cái phần lưỡi này để ngoài bãi nó hơi bị oxy hóa, nó bị hơi bị suy oxy hóa một xíu. Cái này có chiều dài lưỡi là
15 cm, chiều dài nữa 15 cm. Cây này em bán giá là 70.000. Cây cưa tay, cưa mini. Mã tiếp theo là mã B8. B8 là ổ cắm. Ổ cắm gồm 4 phích cắm. Cái này là phích bằng cắm chân dẹp nhé. Ổ cắm phích cắm chân dẹp mà có thể xoay chiều được. Xoay chiều ổ cắm được. Này có thể dùng loại ổ cắm 3 chân như loại của cái cuộn dây điện kia. Cái này của hãng Panasonic. Panasonic. Cái này thì ở phần đế của nó có hai hai bên là hai cục nam châm. Cái này để có thể gắn vào những cái đồ dụng khác bằng sắt, bằng thép. Thể gắn này được tháo từ các cuộn dây điện của bên Nhật ấy. Cái này là hàng Trung Quốc xuất sang Nhật. Hàng Trung Quốc xuất Nhật thì hàng của nó cũng rất là đảm bảo, rất là tốt. Nó ngang gần ngang với này hàng nội địa Nhật. Tại vì xuất sang Nhật, người Nhật người ta sử dụng thì người Trung Quốc, công ty của Trung Quốc sẽ phải sản xuất theo quy trình rồi theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Giống như mình mà xuất khẩu sang các nước ngoài trái cây rồi các đồ khác mình cũng phải theo tiêu chuẩn của nước mình xuất khẩu, nên chất lượng của nó cũng rất là tốt. Đây trên nó có thông số được 15 A, 125 V. Một loại là của Mekasa, một loại của Panasonic. Một cây như vậy thì em bán giá 50k, cây nào cũng là giá 50k, có 4 ổ. Là số B8. Đây là một dây nguồn, dây nguồn. Cái này dây này là hàng chưa sử dụng. Này, có 3 chân này, 3 chân dẹp. Này bác nào mà cần dùng đến thì có thể mua kèm thêm. Hôm nay hàng em bán kèm một dây như vậy em bán 40.000. Nay em không ghi mã, nếu bác nào mua mua mà muốn kèm thêm thì cứ kêu em là dây nguồn rồi em lấy em gói cho. Một dây như vậy là dài 2 mét. 40.000 một dây. Ổ cắm 3 chân. Nếu các bác không xài đến chân thứ ba thì có thể bẻ đi. Đầu phải bẻ đây xài hai chân dẹp. Mã số tiếp theo là mã B9. Mã B9 là một cây dao bếp của hãng, trên có in logo hãng Top Value. Bếp, bếp chữ tiếng Anh hãng Top Mano, có hình ba cây thông, dưới nó có in chữ Nhật đấy, dòng chữ Nhật. Cây này thì có chiều dài lưỡi là 16,5 cm, bản của nó rộng 4/7. Cái này có độ dày là khoảng hơn 1 ly một tí. Cái này thì nó còn khá là mới, cán thì làm bằng bằng nhựa. Cái này thì em bán giá là 200k. Cái này cán lưỡi các thứ còn nguyên vẹn, cũng còn khá là mới á. Này nó sử dụng thép, không phải thép 3 lớp mà sử dụng thép carbon không gỉ một lớp á. B9 200k. Mã tiếp theo là mã B10. Là một cây dao của cây dao hãng Global. Nó sử dụng là thép chrome, thép hợp kim chrome Mova 19. Dùng ba loại hợp kim là chrome này, vanadium rồi mô gì, dium, ba loại hợp kim.
Các bác muốn tìm hiểu sâu thì có thể lên trên mạng và đấy, đọc thêm thông tin. Cây này là của hãng của tập đoàn Yoshiki. Tập đoàn Yoshiki Nhật. Ra tập đoàn này cũng được con tập đoàn này cũng có ấy cũng có được tạo lập cả hơn 100 năm rồi đó. Đây là hàng dao nổi tiếng của Nhật, rất được nhiều nước trên thế giới tin dùng. Cái này thì làm thép không gỉ nên phần vệ sinh thì rất là dễ dàng và dao thì rất là sạch sẽ vệ sinh. Cái này em mới lấy ngoài bãi về thì những cái vết ố này thì em chưa đánh rửa kỹ nên nó hơi hơi dơ xíu, về các bác có thể đánh rửa lại nó sẽ sạch đẹp đó. Cây này là cây dao, loại dao gọt trái cây có chiều dài lưỡi là 13 cm, bản của nó rộng khoảng 3/3, 3/3 nó mỏng dần ra ngoài, ra ngoài này được 2/2. Tay cầm thì được đúc liền nguyên khối. Mã số B10 là 190K. Mã số B11 là cũng một cây dao Global. Dao này là loại dao Thái, loại nhỏ. Dao này thì chất liệu rồi nguồn gốc xuất xứ thì nó y như tất cả các loại dao Global, thì nó đều xuất xứ của công ty Yoshikin của Nhật Bản. Này chiều dài lưỡi là 14 cm, bản của nó rộng 4 phân. Cái này dày 1,5 ly, dày 1,5 ly. Cái này tất cả các cây này thì đều được mài tương đối bén rồi. Nếu các bác muốn bén hơn thì có thể về mài thêm một chút nữa để nó phù hợp với mục đích sử dụng, nếu cần thiết bén hơn. Một cây này thì mã B11 là giá mua 220K. Mã tiếp theo là mã B12. B12 cũng là một cây Global G9. Cây Global G9. Cây này về chất liệu các thứ thì cũng y chang hai cây trước rồi. Cây này logo được in hai mặt. Lưỡi cũng mài hai mặt. Cây này thì nó có chiều dài nè. Chiều dài lưỡi là 22,5 cm. 22 cm. Chiều dài lưỡi là 22 cm. Bản của nó rộng 3 phân, bản rộng 3 phân. Cây này nó dày. Độ dày của nó cũng khoảng 1 ly 7, gần 2 ly. 1 ly 7 gần 2 ly đó. Cây này em bán giá là 230K, mã số B12. Mã tiếp theo là mã B14 là một cây dao của hãng Global. Cây này là cây hàng nổi của công ty, nói chung là nó nổi nên người ta chưa dập logo trên hai bên, đều chưa gặp nó nổi người ta bỏ ra. Cây này thì nó có chiều dài lưỡi là 18 cm, bản của nó rộng khoảng 4/2, bản rộng 4/2. Trên bề mặt dao có ranh chống trượt đấy, à, chống dính, ranh chống dính. Cái này lúc thái đồ ăn thì nó tránh thái thịt, thái các loại đồ ăn nó chống đỡ bị không bị dính trên dao. Cái này có chiều dày, có độ dày là 2 ly.
Cái này dày hơn 23 cái kia, dày 2 ly. Cái này cũng còn rất là đẹp, đẹp tới khoảng 90%. Này em vệ sinh nó chưa được kỹ mấy. Các bác muốn đẹp hơn nữa về có thể ngâm với một số dung dịch, ngâm với nước rửa chén phải vệ sinh thêm, nó sẽ bóng rất là đẹp như một cây dao mới. Cái này các một số shop khác có thể bán với giá 500 mấy 600 ngàn một cây như vậy. Nếu giá trị thực sự của nó khi nó được bán ở trong các shop giao Nhật thì mấy cây này cũng tiền khoảng 1-2 triệu đó, tùy loại đó. Một cây mã B14 có giá là 350k. Mã số tiếp theo mà nó B15 cũng là một cây dao global. Cây này thì nó còn có logo, logo hai mặt nữa, global G22 của hãng Joseki Japan đấy. Sử dụng thép Cromova 18, thép không gỉ. Những cái vết này là những cái vết ố vết ấy thôi, chứ không phải cái bị oxy hóa. Dao này thì là thép không gỉ nên nó không bị oxy hóa. Cái này có chiều dài nữa là 20 cm. Cái này dài hơn cây trước 2 cm. Bản của nó rộng 4 phân. Bản rộng 4 phân, cây này cũng còn rất là đẹp. Cái này em không vệ sinh kỹ chứ về đánh bóng trà lại là nó như là dao mới luôn. Cây mã số B15 là giá 370k. Cây dao Global G22. Mã tiếp theo là mã B16, cũng là một cây dao Global. Này nó kiểu dáng giống cây dao Global Nakiri. Cây này có chiều dài lưỡi là 18 cm. Bản của nó rộng 5 phân. Cây này bản rất là rộng 5 phân. Nó có một cái nhược điểm, cây này chắc là hàng lỗi của công ty, người ta đấy, người ta bỏ ra nên người ta không dập logo nữa. Nhìn chung là nó còn rất là đẹp, nhưng mà những cái hàng dao nổi tiếng dù nó chỉ một lỗi một vết chấm nhỏ trên cây dao người ta cũng bỏ ra, người ta tạo ra những cây dao hoàn hảo 100%. Nhiều khi vì một cái lỗi rất nhỏ có khi làm xấu đi cái thương hiệu gây dựng cả trăm năm của người ta. Nên những cây nó dù chỉ có một vết nhỏ bằng cái tăm nó, người ta cũng bỏ ra, người ta không không đưa ra thị trường. Cái này có độ dày nè. Cái này dày 2 ly. Này có độ dày 2 ly. Này rất là đẹp. Này nếu shop khác bán giá trong 7-800 đấy. Này loại thép này thì các bác thì cứ yên tâm dùng. Loại dao Global này cũng được nổi tiếng thế giới rồi. Rất nhiều nước tin dùng, nhất là những cái nước châu Âu người ta rất chuộng những loại dao mà chống gỉ sạch sẽ, độ bén thì cũng rất là cao. Mã B16 là 530k. Mã tiếp theo là mã B17, là một cây dao dao Thái. Cây này dùng chất liệu thép thép PG Max. Cây dao này là dao 33 lớp, 33 đường vân trên dao ấy, hình hình lượn sóng, hình dải sóng. Cây này có chiều dài, có bên rộng lưỡi là 4,6 cm. Chiều dài lưỡi là 16,2 cm. Độ dày của nó là
Đôi giày là 2 phân, 2 ly, đôi giày 2 ly. Cái này được khâu thì được nối liền với lại lưỡi dao luôn. Còn gỗ làm cán dao là dùng sử dụng gỗ paca. Gỗ này là loại gỗ rất là tốt để sử dụng làm cán dao cho những loại dao đắt tiền của Nhật. Gỗ này nó có một cái đặc điểm rất là siêu việt là không thấm nước, nên các bác xài cứ yên tâm, không bao giờ sợ bị ngấm nước rồi bị mục nát cái cán này. Cán này là cán không thấm nước, gỗ không thấm nước. Phần đuôi dao thì cũng được bọc một lớp này răng nhôm hoặc lớp in, trong này bọc inox. Cái dao này thì độ sắc bén cực kỳ cao. Này em đã test thử này, có thể cạo râu được, rất là sắc bén cao, độ sắc bén rất cao. Cây này em bán giá là B17 950k, cây dao thép 33 lớp. Mã tiếp theo là mã số 18. 18 là một cặp cặp lưỡi liềm. Này là lưỡi liềm cặp này nó có chiều dài lưỡi của nó là 18 cm. Bản của nó rộng hơn 5 phân, bản rộng hơn 5 phân. Cây này độ dày của nó là 4,5 ly. Độ dày là 4,5 ly. Trên nó có chữ chữ dấu mộc, dấu Nhật ấy. Cái phần lưỡi này thì em cũng có mài sơ rồi. Cái này để mấy hôm mà không lau dầu nên nó hơi bị rỉ sét một xíu. Về các bác tra cán vào thì dùng làm cỏ hoặc đi móc tra cán và móc hái trái cây hoặc là làm gì thì nói chung tùy vào mục đích sử dụng của các bác. Nên này em không rõ, hai cây này thì nó có size ngang nhau. Một cặp như thế này thì em bán giá là 190k. Này thì em có 3 cặp nó tương đương nhau, nên các bạn nào cần dùng đến thì cứ gọi cho em gửi hàng nhé. Đây, dấu mộc các thứ y như nhau, size chiều dài chiều rộng ngang nhau, độ dày ngang nhau, có 3 cặp. Mã số tiếp theo là mã 19, là một cây liềm. Cái này thì rất là lớn, cái liềm cong. Cái này có chiều dài lưỡi tính từ cán này. Lưỡi là 22 cm. Lưỡi 22 cm. Bản rộng 6 phân. Cái này thì to, rất là to, rộng. Bản rộng hơn 6 phân. 6 phân 3. Cái này thì nó được sử dụng loại thép này, không biết thép một lớp hay hai lớp, nhìn không em nhìn không rõ nên không rõ nữa. Cái này thì nó có độ dày của nó là hơn 5 ly, độ dày hơn 5 ly, hơn 5 ly một xíu, 5 ly. Độ dày là 5 ly. Một cây như thế này em bán giá là 150k. Về các bác sử dụng mà các bác tra thêm cán vào là sử dụng được. Này để gặt hái. Mã số tiếp theo là mã số B20. B20 là một đầu búa, búa rìu. Này B20 em ghi nhầm thành B21, B20. Đầu rìu này có chiều dài lưỡi nào, chiều dài lưỡi là 7 phân 7 cm, chiều dài lưỡi 7 cm, đi hơn 7 cm. Chiều dài lưỡi của nó là 20 cm, lưỡi là 20 cm. Cây này thì nó sử dụng loại thép kẹp 3 lớp,
Cây này về nhìn về hình dáng của nó thì nó hơi bị xấu một xíu, nhưng mà còn rất là to và dày. Bề mặt thì nó vẫn còn rất là đẹp, chưa bị oxy hóa nhiều. Cái này có bên này có 4 gạch này. Bên này có 3 gạch là 7 gạch. Này về nó bị gãy cán này, về các bác tra lại cán này xài nhá. Cái này thì nó hơi bị xấu, nhìn này, dáng nó hơi xấu nhưng xài thì công dụng của nó thì vẫn tốt bình thường. Nó chỉ là vẻ bề ngoài nó hơi xấu. Cái này nên em bán giá là 280k. Những cây đẹp hơn thì em sẽ bán sẽ giá cao hơn, lúc mua em mua phải giá cao hơn đó. Cái này em để lại giá rẻ một chút cho các bạn mua về rồi tra cán và xài bổ củi, đi rừng chặt cây gì đấy. Mã số tiếp theo là mã B21, là một cái đầu búa, nặng 1,3 kg. Đầu búa này của hãng OH, đấy, hãng OH 3NBS. 3NBS là hình như là 1,35 kg. 3NBS, 1NBS là 0,4 0,4 kg. Cái này là 1,35 kg. Hai đầu của nó, đầu này thì nó hơi có mấy cái vết này. Nhưng mà dùng thì vẫn còn ok. Cạnh của nó không bị chảy bên ngoài. Nhưng cái búa Nhật này thì xài rất là bền và tốt. Đập thoải mái. Nếu bác nào cần dùng trong xây dựng, trong dùng đập những đồ cứng, mua loại này về xài thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với loại búa của Việt Nam. Này do chất thép rất là tốt. Mua một cây này về xài chẳng không biết bao giờ mới phải thay. Chắc chẳng bao giờ hỏng, chỉ hỏng cán thôi. B21 là 150k. B22 là một cây búa, cây này ký mốt. Cái này thì búa nó hình lục giác. Hai đầu vẫn còn rất là đẹp. Cạnh thì không bị chảy tòe gì. Cái này thì nó còn cán nguyên, cái này nó không có logo. Không có in logo. Một ký mốt đấy. Cái này em bán giá là 130k. À. Tiếp theo. Cái này là mã B22. Này mã B23. 23. 23 là một cái liềm, câu liềm liềm. Trên nó có chữ mộc đó, chữ Nhật đó. Cái này nó còn nguyên cán. Này chiều dài lưỡi là 16 cm, chiều dài lưỡi 16 cm. Bản của nó rộng 3 3,4 3,5 cm. Độ dày của nó dày hơn 5 ly. Đấy, 5 5 ly. Cái này còn nguyên cán về các bác có thể sử dụng được luôn. Cái này cũng xài còn khá là tốt đấy. Lưỡi thì em có mài sơ cho bạn. Này khá là sắc rồi. Về các bác xài luôn, có thể xài luôn. Mã tiếp theo là mã B24. 24 là một cây kéo tỉa hàng rào, tỉa cắt cành. Này có chiều dài là 55 cm, chiều dài 55 cm, chiều dài 55 cm. Trên nó còn tem chữ Nhật ấy. Cái này cán bằng nhôm, lưỡi thì vẫn còn rất là đẹp mới. Cái này cũng còn rất là mới. Tay cầm thì được bọc cao su. Này em bán giá là 150k. Mã tiếp theo là mã 26. Là một cây kéo cắt cành tỉa hàng rào. Cái này thì nó có chiều dài là chiều dài cả lưỡi là 65 cm. Cán thì làm bằng gỗ, còn rất là đẹp, chắc 65 cm. Này cả lưỡi không bị ga mẻ gì hết.
Một cây này em bán giá là cây 26 là 170k. Mã tiếp theo là mã 27. Mã 27 là một cây kéo tỉa hàng rào cắt cành trên cao. Cái này thì nó có hai nấc, có thể kéo dài được, kéo dài hết cỡ là tính cả phần lưỡi nữa là 1 mét. Cái phần cán này là 80 cm, thu vào thì là 60 cm, thu vào có thể thu ra thu vào được. Các bác nếu làm trên cao thì kéo ra, còn không thì thu nó vào. Này rất tiện lợi, cái này còn mới nguyên. Cái mã 27 này thì em bán giá là 260k một cây. Lưỡi vẫn còn mới nguyên, không bị ra mẻ gì hết đó. Tay cán thì nhôm, tay cầm thì làm bằng cao su. Trên nó có chữ của Nhật đấy. Đấy. 27 là 260k. Mã số 28. Này 28. 28 là 230k. Cũng là một cây kéo, có thể kéo cắt hàng rào, cắt cành trên cao. Cây này thì size nó nhỏ hơn cây trước một xíu. Cây này thì có chiều dài này. Chiều dài tổng cộng chiều dài kéo ra là 98 cm. Nói chung là dài tương đối ngang với cây cây trước, mà cây này thì người ta đã qua sử dụng rồi. Nó nhìn hình thức nó không đẹp bằng cây B27, thì cây này em bán với giá là 230k. Mã tiếp theo là mã B28, là một cây xẻng. Cây xẻng lưỡi lưỡi bằng, lưỡi ngang, lưỡi bằng không phải lưỡi nhọn. Cái này rất là lớn, cái này có chiều bề rộng của lưỡi là 27 cm, chiều dài của lưỡi là 36 cm, 36 cm. Về hình thức của nó thì còn rất là đẹp, còn khá là đẹp, không bị oxy hóa gì, bề mặt vẫn còn rất là đẹp, không bị oxy hóa. Trên nó có in dấu dấu nội địa Nhật đấy, chất liệu là thép không gỉ. Cây này thì em bán giá là 230k. Bữa nay thì em có sưu tầm được một số món thôi. Các bác theo dõi video, nếu thấy hay, ai chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh ấy. Nếu thấy hay thì cho em xin thêm một like nữa. Các bác xem video nếu thấy món đồ nào mà giá cả nó phù hợp, rồi nó phù hợp với mục đích sử dụng của mình, thì có thể đặt hàng, em sẽ gửi hàng cho các bác. Đặt hàng ủng hộ em sẽ cứ ấy, số điện thoại em có ghim ở phần tiêu đề của video đấy. Em xin cảm ơn tất cả các bác ạ.